Con gái hiền thục trổ tài thiết kế váy cực xịn cho mẹ, nữ ca sĩ tự hào nói về ái nữ. Loạt ảnh hiền thục diện chiếc váy được con gái thiết kế gây thích thú. Hiền thục được biết đến là một trong những ca sĩ tài năng thế hệ đầu 8X. Cô sinh năm 1981 bắt đầu theo đuổi sự nghiệp âm nhạc từ khi mới 8 tuổi. Trong suốt quãng thời gian hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ đã trở thành giọng ca được nhiều người yêu mến. Không chỉ vậy, cô còn khiến dân tình ngưỡng mộ khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung cùng vóc dáng mảnh mai dù đã qua tuổi 41 và là bà mẹ một con. Vào tối ngày 28 tháng 12, trên trang Facebook cá nhân, Hiền Thục đã đăng tải khung ảnh diện một chiếc váy có thiết kế đặc biệt. Qua trang phục này, Hiền Thục gây sốt với vẻ ngoài cực trẻ trung và rạng rỡ. Qua đó, nữ ca sĩ đã khoe nhan sắc xinh đẹp. Diện thiết kế của con gái, Hiền Thục cũng rất tự tin tỏa sáng và liên tục tạo dáng xịn sò khiến nhiều người thích thú. Hiền Thục tỏa sáng trong bộ trang phục do con gái thiết kế, bên cạnh đó, Hiền Thục cũng đính kèm chia sẻ đầy tự hào về ái nữ nhà mình, nhất định thiết kế riêng cho mẹ chiếc váy tuyệt đẹp này. Lúc mặc vào nó xúc động nói, mẹ ơi, mẹ xinh lắm. Cảm ơn con gái, chạy đít linh tuét ít, tim quốc không chịu vì phải mang áo về cho mẹ. Hiện tại, chia sẻ này của Hiền Thục đang thu hút nhiều sự chú ý. Hiền Thục và con gái có mối quan hệ rất khăng khít và tình cảm.